Alo. Alo, chào cả lớp. Cả lớp chào cô. Vâng, các bạn nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Lớp mình vào đủ chưa ạ? Lớp mình vào được Được. 84 người rồi ạ. Mà còn thiếu mấy người nữa ạ? Vậy thì mình bắt đầu học nhá. Cô bắt đầu ạ. Học được chưa? Mời mời cô bắt đầu thôi ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn bài đo tầm vận động khớp trước. Thế mục đích. Tất nhiên mục đích thì thôi để các bạn để tự đọc. Tất nhiên là đo tầm vận động khớp, mình chỉ cần hiểu tóm tắt rằng là nó là cái phương tiện để mình lượng giá, để góp phần với cả những cái kết quả lâm sàng này, những cái kết quả về mình hỏi bệnh, khám bệnh, để tiền sử bệnh sử, đúng không, và khám thực thể nữa để có thể lượng giá được mức độ thương tật của các cái cơ quan vận động, cảm giác các cái cơ quan chức năng. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành làm gì? Giúp để chẩn đoán được tình trạng bệnh hoặc là tình trạng của bệnh. Và từ đó thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ tìm ra được một cái chương trình điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Sau khi điều trị thì mình có thể các cái phương pháp đo tầm và thử cơ này có thể dùng để lượng giá và tái lượng giá quá trình điều trị nhá. Ngoài ra cái đo tầm vận động khớp này nó cũng rất là phải giúp cho chúng ta rất là đắc lực trong các cái chỉ định, ví dụ như là gửi ngoại này, gửi phẫu thuật chỉnh hình này, rồi làm các dụng cụ chỉnh hình như là ví dụ như áo, nẹp cột sống, nẹp chân, nẹp tay, vân vân. Ngoài ra thì còn để người ta còn để trong thiết kế các cái máy móc, ngoài những cái máy móc về y khoa của chúng ta như là những cái máy về răng này, những cái máy đi dụng cụ cầm tay này, đồ phẫu thuật, thì người ta còn có những cái ngoài khác như ví dụ máy móc này, rồi giày dép này, các cái vợt tennis này, thì là đều phải dựa vào tầm vận động chung của một con người để người ta thiết kế ra những cái đó. Ngoài ra dùng để nghiên cứu học nữa. Và các bạn nên hiểu rằng tại sao cùng một hãng giày nhưng tại sao hãng giày thượng đỉnh của chúng ta thì là lại cái giá trị nó không thể bằng các cái hãng giày khác, như hãng 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 Nike này, các cái hãng giày nổi tiếng khác, người ta sẽ sử dụng những cái giày ra bởi vì những cái đôi giày đấy được design rất là cẩn thận, rất là cẩn trọng, và người ta dựa trên tầm vận động, trên cái chức năng vận động của rất là nhiều nhiều người để người ta nghiên cứu ra được một cái socket giày như vậy. Cho nên khi cái đôi giày đó đắt thì là ngoài cái chất liệu ra thì lại còn có phần cái design của nó dựa trên cái tầm vận động chức năng và tầm vận động giải phẫu của những cá thể đấy.
Vậy tôi nói thế là bởi vì các bạn sẽ, nếu các bạn để ý một tí, các bạn đi các bạn sẽ thấy thắc mắc là tại sao là những cái đôi giày hàng hiệu ấy họ lại hay ra là giày hôn hay là giày Bắc Kinh hay là giày alo. Alo, Tôi cảm giác như là bị tôi một cảm cái, giác như là bị một cái các bạn có nghe thấy tiếng bị các hồi bạn có ngược nghe thấy tiếng bị hồi tiếng bị bạn nghe rõ không ạ? Dạ. Bị vọng âm không biết là ở đâu ra nhỉ? Tôi nghĩ là tôi tắt hết cả âm thanh ở bên tôi rồi nhá. Vậy thì là nhờ các bạn, những cái bạn mà loẹt xoẹt đi, em phải tắt hộ tôi hết loa đi, khi nào tôi hỏi thì các bạn trả lời nhá. Các bạn bật loa lên sau, nếu cứ loẹt xoẹt xong vọng âm ra thành ra rất là khó chịu. Tôi bị đeo tai nghe thì tôi khó chịu cực kỳ luôn ý. Rồi, cảm ơn các bạn hết rồi. Rồi tôi tiếp tục. Ở một số thì họ sẽ làm những cái đôi giày hoặc những cái dụng cụ cầm tay đặc thù cho vậy cho cái chức năng, cho cái động tác đấy, ví dụ như là đôi giày walking, đôi giày football hoặc là những đôi giày phải đánh gôn chẳng hạn, thì người ta thiết kế để làm sao cho cái hoạt động chức năng của cái đôi giày đấy nó phù hợp với cái môn thể thao mà người ta chơi, cái người sử dụng chơi. Chính vì thế thành ra là trong cái nghiên cứu khoa học và trong những cái sản xuất dụng cụ thì người ta sẽ ứng dụng để trong để thiết kế các cái máy móc dụng cụ cầm tay và những cái đồ, những cái đồ dùng nó liên quan đến chức năng thân thể của con người một cách để làm sao cho con người người ta sử dụng một cách dễ chịu, thoải mái và hiệu quả tối đa nhá. Thực ra đi sâu vào cái ngành này nghe vẻ nó rất là khô khan, nhưng đi sâu vào thì tôi thấy cực kỳ là dễ chịu. Phải cực kỳ là bác học và rất là tỉ mẩn. Rồi, ở đây các bạn cần phải một số cái khái niệm khi mà vào vào nhập môn vào cái phần này. Đấy là các bạn sẽ gặp đi gặp lại ở trong sách giáo khoa các bạn là tư thế giải phẫu. Trong đo tầm thì là người ta luôn nhắc là phương pháp radio khung độ. Cái phương pháp này là tất cả mọi vị mọi cử động đều được tính từ vị thế khởi đầu. Được tính từ vị thế khởi đầu. Và từ vị thế khởi đầu đấy được gọi là khung độ, bắt đầu được tính là khung độ. Nên người ta khái niệm là trong một vị thế giải phẫu duỗi của chi thể, ví dụ như duỗi khớp khỉu như thế này. Thay vì là gọi là 180 độ như chúng ta vẫn tưởng tượng trong hình học thì người ta sẽ gọi là khung độ. Đấy. Chính thế vì thế phương pháp đo tầm vận động khớp này được gọi là phương pháp JEJO khung độ. Và vị thế khởi đầu là gì? Vị thế khởi đầu chính là tư thế giải phẫu. Đây, các bạn xem hình ảnh. Tư thế giải phẫu. Một người đứng thẳng, đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước, hai tay buông xuôi theo thân, lòng bàn tay hướng ra phía trước, hai chân đứng thẳng và mở rộng bằng vai nhá. Và đây là một tư thế giải phẫu. Đa số các khớp và các cái cơ chúng ta đo tầm vận động và chúng ta thử cơ thì đều ở tư thế giải phẫu. Thế nhưng riêng khớp vai thì các bạn sẽ phải sử dụng tự vị thế khởi đầu. Vị trí khởi đầu là tư thế chức năng. Đây, tư thế chức năng ở đứng ở bên cạnh các bạn nhìn. Giống y như tư thế giải phẫu nhưng chỉ khác có mỗi là gì? Cái tay. Lòng bàn tay úp vào sát thân thể và ngón cái hướng ra phía trước. Tại sao? Ở vị trí khởi đầu, nếu mà là tư thế giải phẫu thì khớp vai đang ở vị trí xoay ngoài.
cẳng tay ở vị thế quay ngửa, nó không ở vị trí trung tính của khớp vai, cho nên riêng khớp vai nếu mà được các bạn mời các bạn cứ thử để ở vị tư thế giải phẫu này, các bạn đưa lên tay lên trên xem các bạn có làm được đến đến 180 độ không. Các bạn tự làm thử ở trên trên cánh tay của mình. Không làm được đúng không? Chỉ đến từ 9 từ 70 độ trở lên bắt đầu mình đã phải hơi lưỡn rồi. Và mình cảm thấy có cái gì chặn ở phần trong khớp vai đấy. Chính vì vậy mà khớp vai, chính vì là khi ở vị trí giải phẫu này khớp vai đang ở vị thế xoay ngoài, các bạn làm thử tay trên tay mình xem có đúng là vị thế xoay ngoài không? Xoay ngoài của khớp vai nhá. Đấy. Ở vị trí này thì các bạn nếu mà đưa lên bắt đầu từ 70 độ trở lên, các bạn sẽ thấy sức căng của các cái nhóm cơ và các cái dây chằng bao khớp xung quanh khớp vai này nó sẽ chặn lại. Thành ra các bạn không thể làm hết tầm vận động của gập khớp vai lại đến từ 0 cho đến 180 độ được. Nên nhớ tư thế chức năng này giống y như tư thế giải phẫu, chỉ khác một điểm đấy là lòng bàn tay úp vào trong thân thể và ngón cái hướng ra phía trước. Và chỉ có khớp vai sẽ sử dụng tư thế này trong đo tầm vận động và trong thực cơ. Khái niệm thứ hai các bạn cần phải nắm vững đấy là mặt phẳng, trục chuyển động và các cử động. Cơ thể con người mình là có ba mặt phẳng chuyển động tất cả, có ba mặt phẳng giải phẫu tất cả, và tên gọi của các cái cử động nó sẽ đi theo các cái mặt phẳng chứa đựng nó. Đầu tiên là cặp cử động gập và duỗi. Tôi đang làm cử động gập của khớp vai. Gập của khớp vai. Đây đưa lên. Các bạn thử làm trên tay các bạn. Cử động gập của khớp vai và cử động duỗi nằm trong mặt phẳng đứng dọc. Và mặt phẳng này nếu mà đi đi ngang qua mạch nhâm mạch đốc ấy, ở đây tôi biết là rất nhiều bạn là đông y. Đi ngang qua mạch nhâm mạch đốc sẽ chia cơ thể làm hai phần bên bên phải và bên trái. Thứ hai là cặp cử động giang và khép. Cặp cử động giang và khép xảy ra trong mặt phẳng đứng ngang, hay còn gọi mặt phẳng trán, hay còn gọi mặt phẳng bên. Và cặp cử động giang khép xảy ra hoàn toàn trong mặt phẳng này thì mới được gọi là giang khép hoặc là giang áp, tùy dạng áp, đều là từ đồng nghĩa nha. Mặt phẳng này nếu mà chứa được từ giữa của cơ thể như thế này thì sẽ chia cơ thể làm hai phần, phần trước và phần phần sau. Cặp thứ ba là cặp cử động xoay trong và xoay ngoài của khớp vai hoặc là khớp hông hoặc những khớp hình cầu. Cặp cử động xoay trong và xoay ngoài xảy ra trong mặt phẳng nằm ngang, tức là các bạn tưởng tượng là một mặt phẳng là song song với mặt bàn này và song song với mặt đất. Xoay trong và xoay ngoài nhé. Ở cặp cử động này, ở mặt phẳng này nếu mà chứa tâm của cơ thể, các bạn biết tâm cơ thể nằm ở đâu không? Chứa tâm của cơ thể thì sẽ chia cơ thể làm hai nửa, nửa trên và nửa dưới. Và chính vì thế chúng ta mới có những cái danh từ giải phẫu như là tay phải, tay trái, chi trên, chi dưới, thành ngực trước và thành ngực sau, là dựa trên ba mặt phẳng giải phẫu cơ bản của cơ thể. Các cái chuyển động và các cử động trong đều xảy ra trong mặt phẳng và xoay xoay một cái trục tưởng tượng. Trục tưởng tượng này thì bao giờ trục thì cũng là vuông góc với mặt phẳng của nó đúng không? Trục bao giờ vuông góc với mặt phẳng của nó. Và trục này sẽ đi ngang qua tâm của cái khớp đó. Các bạn, đây là hình ảnh tách rời của từng cái mặt phẳng và trục chuyển động một. Các bạn sẽ nhìn đây. Mặt phẳng này là mặt phẳng đứng dọc, chia cơ thể là hai nửa, nửa bên phải và nửa bên trái. Mặt phẳng này là mặt phẳng đứng ngang, hay còn gọi mặt phẳng trán, sẽ chia cơ thể làm hai nửa, nửa trước và nửa sau. Trục chuyển động của nó là trục trước và sau. Còn trục chuyển động của mặt phẳng đứng dọc này, trục chuyển động của nó là trục nằm ngang nhé. Trục nằm ngang. Đây chính là trục này. Đây người ta đang tính cái trục của khớp vai các bạn ạ. Vuông góc với mặt phẳng. Thứ ba là cử động xoay trong và xoay ngoài của khớp vai đây. Người ta đang biểu diễn là đây là xoay trong và đây là xoay ngoài của khớp vai. Nằm trong mặt phẳng nằm ngang.
Và trục chuyển động của nó là trục thẳng đứng. Trục thẳng đứng nhá. Các bạn tưởng tượng là đây là cái khớp, nó sẽ xoay quanh cái trục thẳng đứng như thế này. Ở trên hình ảnh 3D này thì rõ hơn một chút, các bạn nhìn nhìn lại. Các bạn nên nhớ là mặt phẳng là trục chuyển động của cơ thể của một con người, của một cá thể. Thì tất cả các động tác của họ đều đi theo cái cơ thể đó, bất kể cơ thể đó đang ở vị thế đứng hay vị thế nằm hay vị thế ngồi hay là vị thế cuộn tròn ở trong chăn bông thì vẫn cứ gọi là gập gập khớp vai mới là duỗi duỗi khớp cổ chân, chứ không ai thay đổi được cái tên của nó. Ví dụ như là người đang đang đứng thì mình vẫn cứ gọi là gì, gập khớp vai đưa tay lên trên đầu. Khi nằm thì mình vẫn cứ gọi là gập khớp vai đưa lên trên đầu. Hoặc là khi mình khi một cái người người ta nằm ngửa thì mình bảo là đưa tay ra đằng sau lưng thì vẫn là đưa tay sau lưng, đúng không? Sau lưng của cái người đó. Mình đứng cũng đưa tay ra sau lưng, vẫn là đưa tay sau lưng, không hề có thay đổi. Điều này nếu các bạn nào mà đi tập yoga các bạn sẽ thấy rất buồn cười. Nếu các bạn đã hiểu về cái cấu trúc giải phẫu này, mình dùng tiếng Việt đi. Khi đi tập yoga thì các thầy người Ấn thì nói tiếng Anh, xong rồi các bạn thầy lại cố gắng để học tiếng Việt để nói ra tiếng Việt. Thì các thầy toàn bảo tôi là đáng ra làm đứng đứng lên thì là đưa tay lên trên, đúng không? Thì người ta bảo đưa tay trên lên trên đầu. Thế nhưng mà đến khi mà mình nằm xuống thì họ lại bảo đưa tay ra phía sau. Thế là họ bị sai. Nhưng mà cứ buồn cười tại vì tất cả những từ họ dùng là họ đều họ dùng cái từ thay đổi, khi cái vị trí cơ thể thay đổi thì họ cứ tưởng rằng là cái động tác đấy cũng thay đổi tên gọi. Thế họ cứ gọi loạn hết cả lên. Nếu mà bạn nào đi đi tập yoga mà gặp mấy ông thầy Ấn Độ, các bạn sẽ thấy rõ ràng cái điều minh chứng của tôi nói. Rất là buồn cười. Đây là cái khớp vai mà người ta chỉ tách riêng cái trục thôi để các bạn nhìn thấy. Đây là trục thẳng đứng. Trục thẳng đứng này vuông góc với mặt phẳng nằm ngang, và nó là trục chuyển động của động tác xoay trong và xoay ngoài của khớp vai. Chính là trục của động tác này, xoay trong và xoay ngoài đây này. Trục thứ hai là trục trong ngoài hay là trục nằm ngang. Trục nằm ngang này vuông góc với mặt phẳng đứng dọc, vuông góc với mặt phẳng đứng dọc. Nó là trục chuyển động của cặp cử động gập và duỗi nha. Chính là nó là cặp cử động này, gập và duỗi. Thứ ba là trục trước sau. Trục trước sau vuông góc với mặt phẳng nằm ngang, hay còn gọi là mặt phẳng trán, hay còn gọi là mặt phẳng bên. Và nó là trục chuyển động của cử động giang và khép của khớp vai. Chính là cử động này, mũi tên này, các bạn nhìn thấy mũi tên giang này, khép này, giang này, khép này. Các bạn đã nắm được cái khái niệm về mặt phẳng và trục chuyển động chưa ạ? Khái niệm tiếp các bạn cần phải nắm, đấy là tầm vận động của một khớp. Tầm vận động là gì? Tầm vận động là một cái phạm vi chuyển động tự nhiên vốn có của một khớp riêng biệt. Và thông thường thì người ta viết tắt là zoom. Zoom. Zoom là tên viết tắt của tiếng Anh là the range of motion. Và cái tư thế khởi đầu khi đo về chuyển động của mọi khớp chính là tư thế giải phẫu được tính là 0 độ. Ở phần trên tôi đã nói rồi. Riêng tư thế khởi đầu của khớp vai thì được là tư thế chức năng nhá, được tính là 0 độ. Và đây có hai cái khái niệm là tầm vận động thụ động và tầm vận động chủ động. Theo như các bạn, thế nào là tầm vận động thụ động và thế nào là tầm chủ vận động chủ động? Phần này tôi đặt câu hỏi để khi nào thực hành thì tôi lại nêu ra tiếp cho các bạn, được chưa ạ? Một khái niệm nữa các bạn phải phải nắm vững, đấy là cảm nhận cuối tâm. Cảm nhận cuối tâm là gì? Là những cái yếu tố gây giới hạn tầm vận động do cấu trúc riêng biệt của các khớp, như bao khớp, dây chằng, bề mặt khớp, gân cơ, rồi là mô mềm bao quanh, vân vân.
Những yếu tố này thì khi người ta làm vận động thụ động, tầm vận động thụ động, người ta sẽ cảm nhận, cái người khác sẽ cảm nhận được khi làm tầm vận động thụ động. Tức là một mình sẽ thấy cái sự kháng cản này, hoặc là điểm thấy đau này, hoặc là thấy gì, thấy chặn lại này, ở những cái chỗ tầm vận động bị giới hạn. Các cái nguyên tắc cơ bản trong đo tầm vận động khớp, phương pháp Zero trung tính là do hội các nhà phẫu thuật chỉnh hình của Mỹ và được thông qua từ năm 1964 của thế kỷ trước, và hiện nay được quốc tế thừa công nhận, quốc tế thừa nhận. Nghĩa là tất cả mọi vị thế giải phẫu ở mọi khớp được quy định là 0 độ, tức là ở cái tư thế của Alat đấy thì đều được coi là 0 độ hết. Mặc dù các bạn sẽ nhìn thấy ở cái tư thế đó, riêng cái bàn chân đứng vuông góc với cẳng chân, và đấy là tư thế 0 độ của khớp cổ chân. Ở đây là khi mà đo được thì cái số cung độ mà phân đoạn khớp di động được sẽ cộng thêm vào, bắt đầu tính từ 0 độ, tức là từ vị thế khởi đầu. Tầm vận động của khớp được so sánh với khớp cùng bên của cùng một chi thể. Trong trường hợp mất chi đối xứng thì có thể đo với người cùng thể trạng, cùng lứa tuổi, cùng giới tính, cùng nghề nghiệp, vân vân và mây mây. Tóm lại là rất lằng nhằng. Ở đây có cả những cái số đo trung bình của tầm độ của từng khớp một. Đấy. Thế nhưng phải để một thời gian sau các bạn mới có thể thuộc được một chút. Nhưng các bạn nên nhớ là trên từng một mỗi một cái cá thể, mỗi một cái cá thể thì là có một tầm vận động riêng biệt của cái cá thể đó. Nó có thể trong giới hạn, nhưng mà thông thường nó sẽ trong cái giới hạn tầm vận động chung, tức là số đo trung bình chung mà người ta đã nghiên cứu đo ra được. Ví dụ như là tầm vận động gập của khớp khỉu từ 0 cho đến 140 độ, đấy là số đo trung bình. Thế nhưng mà tôi thì có khả năng tôi được 150 độ. Đấy, các bạn thấy, tại vì tay tôi bé nhá. Nhưng đấy là nếu mà tôi so sánh hai tay của tôi là giống nhau, như thế này giống nhau, như này giống nhau, tay phải tay trái như này giống nhau, thì đấy là tầm vận động khớp của hai khớp của tôi bình thường. Nhưng nếu mà tay bên này của tôi gập được 150 độ mà tay bên này của tôi chỉ gập được 130 độ thôi, thì là như thế vẫn là gì, bị giới hạn tầm, chứ không thể so sánh với là bình thường là người kia anh A anh B kia là gập chỉ được 130 độ thôi, mà so sánh tôi lấy cơ thể tôi để đo, để so với người khác. Thế là thành ra là bảo là tôi là kết luận tôi là bình thường, nhưng không phải tôi là bất thường so với cái tay lành kia của tôi. Và khi ghi tầm vận động của một khớp thì đều phải ghi rõ là tầm vận động thụ động hay tầm vận động chủ động, và sự giới hạn được ghi từ vị trí khởi đầu đến cuối tầm. Sai số cho phép cộng trừ 5 độ. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai loại để đo. Thứ nhất là loại đo bằng thước đo độ, thước đo góc nhá, chính là cái thước như thế này. Nó bao gồm có, thông thường nó đều có những cấu trúc như sau, có ba cấu trúc chính. Thứ nhất là một cái bảng đo độ, có thể là bảng này là 360 độ hoặc là bảng 180 độ như thế này. Thứ hai là nhánh cố định. Nhánh cố định thì là được nút vào tâm của cái thước đó, được nút liền vào cái bảng đo độ đấy. Thứ ba là nhánh di động. Nhánh di động này nó có thể chạy được, nó chạy theo cái khớp mình đo nha. Có ba bộ phận chính thế. Thông thường thì khi mà cái thước tròn này không nói gì, nhưng cái khi mà thước dài này, các bạn có thể đọc cái góc đối địch của nó để đọc số đo mà không cần phải lộn thước đi lộn thước về. Cách ghi kết quả, bao giờ các bạn nhớ một nguyên tắc cho tôi: cử động rồi đến khớp tạo ra cử động, vị trí của khớp và tầm vận động đo được. Tầm vận động này để ghi rõ tầm vận động chủ động hay là thụ động nhá. Ví dụ
động gập này, khớp vai này, vị trí của khớp bên phải này, tầm vận động đo được không độ hoặc là không cũng được, gạch ngang 180 độ. Đây là người tầm vận động chủ động và đây cũng là một cái giới hạn tầm vận động. Chính vì thế mà ta mới có từ gập khớp vai phải. Mình có thể bỏ chữ khớp thế này đi được, mình ghi gập vai không cũng được, nhưng phải ghi rõ bên phải hay bên trái ra. Có rất nhiều trường hợp bị mổ nhầm, cắt nhầm, phải thành trái, trái thành phải, là do ngay từ khi bắt đầu mới học đã không tạo cho mình một thói quen chỉnh chu rồi. Phải là phải, trái là trái, chứ không thể nhìn xong nhìn lộn ngược lộn xuôi được, thì sẽ giảm thiểu cái nhầm hơn. Ở đây không, vì đã làm hết tầm rồi thành ra không có tầm vận động thụ động. Ví dụ thứ hai, từ không gạch ngang 30 độ, tức là bệnh nhân bị viêm quanh khớp vai chỉ đến được 30 độ là đau thôi, là đến cái ngưỡng đau người ta rồi, người ta dừng lại, người ta không thể đưa lên được nữa. Thế sau khi một dùng một ngoại lực hoặc là cái tay kia của bệnh nhân giúp nâng đỡ tay lên, nâng lên nâng lên ở trong giới hạn chịu đựng đau thì lên được 45 độ. Vậy tầm vận động thụ động sẽ là không không độ gạch ngang 45 độ. Khớp khuỷu phải, cách ghi tương tự tầm vận động từ 0 đến 140 độ là số đo trung bình. Ở số đo trung bình này sẽ không có tầm vận động thụ động nữa. Ví dụ thứ ba là sau khi bệnh nhân bó bột ở tư thế chức năng này đúng không, khỉu gập cánh, với cả cánh tay 90 độ, cẳng tay à cổ tay thì làm sao, gập 20 độ, các ngón tay thì nắm, và người ta sẽ bó bột ở tư thế như thế này. Đây, sau khi tháo bột ra, một tháng tháo bột ra thì là bệnh nhân sẽ chỉ có du di được từ 80 độ đến 90 độ thôi. Vậy thì nó sẽ tương ứng với trường hợp tầm vận động chủ động này, 80 độ đến 90 độ. Sau khi đi tập phục hồi chức năng khoảng một tuần hoặc 2 tuần, bệnh nhân có khả năng cải thiện. Ví dụ bệnh nhân có khả năng cải thiện các tầm vận động, ví dụ như bà vợ là 70 độ gạch ngang 100 lần đến ông chồng, ví dụ là vậy. Ôi tôi xin lỗi, tôi vừa nói nhầm, đau đầu á. Sáng đi bị trận mưa to quá, thì xong rồi ngồi ngâm mình trong nước mất 2 tiếng đồng hồ, đứng tại trận ở trên vỉa hè. Bây giờ về bắt đầu phát ốm phát sốt lên hơn 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ nước mới rút để về được, không thì ngập hết ở xe máy. À, tôi xin lỗi, tôi vừa mới uống một viên viên thuốc cảm cúm để hạ sốt, thành ra tôi hơi bị có cảm giác bị mất kiểm soát. Vừa nãy nói một cái gì đấy bị lẫn ý, thành ra xin lỗi các bạn nhé. Ở đây khi mà mình làm, bị uống thuốc cảm cúm nó sẽ say quá. Khi mà mình làm tầm vận động chủ động, bệnh nhân chỉ gập được đến 80 độ, à chỉ duỗi ra đến 80 độ và gập vào đến 90 độ, tức là ở trong trạng thái bị như gập duỗi như này. Và sau khi mình dùng tay để mình đi mình trợ giúp bệnh nhân làm thêm, hoặc bệnh nhân dùng cái tay kia để ấn thêm thì sẽ ấn thêm duỗi ra được 70 độ và gập vào được thêm 100 độ. Như vậy thì là bệnh nhân, cái tầm này là tầm vận động thụ động của bệnh nhân. Trong một số trường hợp, ví dụ như là bệnh nhân bị sau khi tháo bột ra, bệnh nhân gập vào được 90 độ và duỗi ra là quá duỗi ra đằng sau như này, thì người ta sẽ ghi là âm 20 độ và dấu đóng ngoặc mở ngoặc này để phân biệt với dấu gạch ngang, các anh các chị ạ. Phân biệt với dấu gạch ngang nhá. Vậy thì ở đây thì mình sẽ ghi ra tầm vận động chủ động là âm 20 độ gạch ngang 90 độ. Ở đây tầm vận động thụ động sẽ không được làm. Tôi sẽ gửi các anh các chị phần xác định 3 điểm mốc qua Zalo hoặc email của một ai đấy trong lớp.
các bạn có thể cho tôi một cái số điện thoại, tôi sẽ gửi cái này làm cái tài liệu phát tay cho các anh chị. Phần này là phần tôi đã làm sẵn ra rồi, và việc mà khi đo bằng cái thước đo độ thì việc của các bạn là phải xác định được 3 điểm mốc. Đây, 3 điểm mốc sẽ tương ứng với cái gì? Điểm mốc thứ nhất là tâm của khớp sẽ tương ứng với trục của thước đo, chính là chỗ này. Điểm mốc thứ hai là cái phần trục của phần chi thể cố định sẽ tương ứng với cả nhánh cố định. Điểm mốc thứ ba là phần phần điểm đánh dấu ở trên trục của phần chi thể di động, và cái nhánh di động nó sẽ hướng tới song song với cái trục đấy để hướng tới. Đây, phần này tôi đã làm sẵn, kể cả tư thế bệnh nhân cũng nói qua một chút để các anh chị không bị nhầm. Làm tóm tắt lại. Thứ hai là cách đo bằng thước dây. Các bạn chờ đến cuối giờ thì tôi sẽ gửi luôn nhá. Hay là gửi luôn bây giờ, không lát nữa lại xóa mất cái. Bạn chờ tí. Tôi gửi luôn. Rồi mình ấy tiếp. Tôi vừa gửi cho bạn Ngọc rồi.
Hai bài giảng hôm nay tôi sẽ gửi cho các bạn bản vượt nhá. Sau khi kết thúc buổi học. Vừa nãy thầy có bạn Dũng ấy, bạn Nhây nhắn tin ấy. Bạn Dũng bạn nhắn tin bạn xin tài liệu hôm nay thì để cho sau buổi học thì tôi sẽ gửi nhá.